Hello, xin chào các bạn. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo một cái website WordPress mẫu ha. Thì chúng ta có thể thực hiện cách chúng ta thử nghiệm, chúng ta thực tập những cái mà đã được hướng dẫn ha. Ví dụ chúng ta có thể tập đăng bài nè, tập cài plugin nè, đó là tùy nhu cầu thôi. Theo thì chúng ta truy cập cái status của WP.com ha. Sau đó chúng ta bấm sign up ha. Ở đây thì các bạn sẽ nhập username email thì tùy các bạn thôi. Mình nhập email của mình vào. Ok, password thì các bạn có thể nhập random cũng được, copy ha, demo thôi mà, và mà đăng ký rồi xong, nó nói là chúng ta có thể đăng nhập rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc đăng nhập rồi thôi. Ok, đây ha, username bắt buộc vào ha, rồi chúng ta bấm login, khá đơn giản thôi. Rồi bây giờ chúng ta có thể tạo cái này ha. Chúng ta có trình quản lý như thế này, thì chúng ta create new site đây, rồi chúng ta chọn phiên bản ha. Các bạn có để mặc định cho mình đi, các bạn có để cho mình là mặc định là được ha. Rồi include redirect, rồi copy backup ha, change to standard, ok các bạn có để mặc định cho mình ha. Rồi các bạn có thể nhập một cái tên gì đó của mình, ví dụ ở đây mình tên Minh chẳng hạn này. Rồi chúng ta bấm create site ha. Rồi thì với một cái này thì chúng ta có thể dùng trong vòng 7 ngày ha. Cho khi mà chúng ta tạo tài khoản thì chúng ta sẽ được trong vòng 7 ngày. Rồi chúng ta có thể truy cập vào đây ha. Rồi, đó rồi tài khoản đăng nhập nè, mật khẩu này đó, ok thì nó sẽ cho chúng ta đăng nhập vào. Rồi chúng ta có thể bấm Access Now nè, rồi nó sẽ chuyển chúng ta vào admin luôn đó. Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng là thử nghiệm ha. Chúng ta tắt mấy cái này đi chẳng hạn ha, mấy cái này chúng ta có thể tắt đi ha. Ok, got it nè. Chúng người khá tạo khá là dễ thôi, nhưng mà thống nhất thì mình làm cho các bạn biết cách mà làm thôi. Rồi chúng ta có thể đang viết bài mới ở đây ha, chúng ta có thể cài plugin ở đây rồi ha, để có thể thực tập. Thì các bạn chúng ta có 7 ngày ha, nó sẽ có thời gian cho chúng ta. Các bạn nó sẽ cho thời gian 2 ngày nè, nó cho thời gian 2 ngày. Tại vì là chúng ta chưa có kết hợp email thì nó chỉ có 2 ngày thôi, phải kết hợp rồi thì nó được 7 ngày ha. Để mình kiểm tra email thôi nè. Rồi ok, các bạn nhớ kiểm tra email kết hợp ha, để mình rồi nó sẽ nói active account nè. Nó sẽ báo các bạn active account, các bạn bấm vào đây thôi đó. Rồi nó là xong thôi. Kết hợp account thì nó khá đơn giản rồi. Rồi chúng ta quay lại, chúng ta log lại thì nó sẽ có chúng ta được 7 ngày ha. Một ngày 23 hour gì đó, action gì đây. Rồi sau chỉ có 2 ngày thôi. Kiểm tra lại nào. Ok, nó là một ngày test cũng được, nhưng mà mặc định thì nó sẽ là 7 ngày. Create new site thử xem nào, thử nó ra được những ngày không. Rồi xin hai ha. Asset nào nè, tắt ha. Rồi 7 ngày ha. Rồi các bạn phải kết hợp email thì mới được 7 ngày nha, còn không là chúng ta chỉ có 2 ngày thôi. 2 ngày thì cũng đủ để test rồi, nhưng mà 7 ngày thì vẫn thích hơn ha. Rồi xin cảm ơn các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.